hướng dẫn sử dụng máy vắt cam SB-VC04L của nhà Be, được phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần Sube Việt Nam. Với lần đầu sử dụng, hãy tháo tất cả các bộ phận rời ngoại trừ đế điện và làm sạch với chất tẩy rửa thực phẩm. Phơi khô hoặc lau khô để sử dụng luôn. Lắp đặt máy rất đơn giản. Cố định đế điện trên mặt bàn, lắp cốc ép vào, căn chỉnh phần tam giác trên và dưới. Lắp màng lọc vào cốc ép, sau đó dùng tay căn chỉnh cốc, xoay theo chiều kim đồng hồ. Có 5 mức độ ép, lựa chọn tùy mức theo nhu cầu sử dụng. Tùy loại hoa quả, ta lựa chọn đầu ép phù hợp. Máy có đầu ép chanh, đầu ép cam nhỏ và đầu ép cam lớn. Tiếp theo, lắp đầu ép vào trục trên màng lọc. Để ép cam lớn, hãy đặt đầu ép chanh trước, sau đó đến đầu ép cam nhỏ và cuối cùng là đầu ép cam lớn. Lưu ý, các đầu ép chỉ dùng để ép các loại trái cây mềm có vỏ, không thể ép các thành phần cứng. Sau khi lắp xong, cắm dây nguồn với ổ điện. Cầm nửa quả cắt đôi và nhấn xuống đầu ép để máy ép cho đến khi xong hết. Máy có thể ép theo chiều thuận và ngược, không ảnh hưởng đến chất lượng. Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành công đoạn ép, gỡ bỏ lưới lọc và phụ kiện máy ép, vặn lòng bình đựng theo chiều kim đồng hồ rồi đổ nước ép ra để sử dụng. Nhớ vệ sinh các bộ phận máy ngay sau khi sử dụng xong để khô ráo toàn bộ phụ kiện rồi mới cất máy đi nhé. Chỉ với các bước cực kỳ đơn giản là chúng ta đã có thể tận hưởng những cốc nước ép thơm ngon tươi mát rồi. Cần biết thêm thông tin gì về sản phẩm này thì comment để Be tư vấn thêm nhé.